Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 22 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Y tế kiểm tra công tác trực Tết tại Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Lá rong ngày Tết thôn Tuấn Dị xã Trưng Chắc tiêu thụ ở nhiều địa phương. Ông Nguyễn Văn Mạnh tài trợ thôn Tiên Quán treo cờ ngày Tết. Huyện Yên Mỹ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết. Nỗi lo chấn thương sọ não do tai nạn giao thông những ngày giáp Tết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và mừng xuân Canh Tý 2020. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự buổi dâng hương, dâng hoa có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh của người, các đại biểu nguyện thực hiện tốt di chúc, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Canh Tý 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất đã đóng góp nhiều công lao to lớn cho quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống quê hương, thực hiện lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, những năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, Hưng Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 75 năm qua, với truyền thống của quê hương văn hiến và cách mạng, Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên đã phát huy thành quả của cách mạng tháng 8, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần thắng lợi vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tâm nguyện luôn đoàn kết phát huy tinh thần cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh, văn minh. Sáng ngày 22 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên đã đến làm việc kiểm tra công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Canh Tý năm 2020 tại Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Sau khi đi kiểm tra tại Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác chuẩn bị của hai đơn vị. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona đang có nguy cơ xâm nhập cao, các đơn vị cần có kế hoạch phòng chống dịch bệnh thật chi tiết. Bên cạnh đó, tăng cường trực cấp cứu đảm bảo trực Tết nghiêm túc, đầy đủ từ lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa, phòng cho đến cán bộ nhân viên y tế, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, để ảnh hưởng đến công tác điều trị và hình ảnh của cán bộ y tế, đảm bảo an ninh trong bệnh viện cho người nhà và bệnh nhân, tổ chức đón xuân cho bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện chu đáo. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị bệnh viện thực hiện trực Tết nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ Y tế, của bệnh viện, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo. Thưa quý vị và các bạn,
Chiều nay, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác lấy nước đổ ải tại huyện Văn Giang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 22 tháng 1, toàn tỉnh đã lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân được gần 9.000 ha, đạt gần 30% tổng diện tích cần đổ ải. Trong đó huyện Văn Giang đổ ải được 104 ha, huyện Kim Động đổ ải được gần 2.700 ha, huyện Tiên Lữ đổ ải được gần 1.600 ha, thành phố Hưng Yên đổ ải được 573 ha. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác lấy nước đổ ải tại trạm bơm Văn Giang. Hiện các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã bố trí các tổ trực tại trạm bơm sẵn sàng lấy nước đổ ải. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo công ty khai thác công trình thủy lợi bố trí cán bộ, công nhân quản lý trực 24/24 giờ, chủ động khai thác vận hành tốt phương tiện máy móc. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn tranh thủ nguồn nước, chủ động lấy nước đổ ải theo kế hoạch, tránh để thất thoát nước với phương châm lấy cơ bản đủ nước đổ ải phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngay trong đợt 1. Đồng thời, cần bám sát kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020 của tỉnh để đảm bảo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, cùng với kiểm tra công tác đổ ải, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã thăm và động viên công nhân trạm bơm Văn Giang. Ngày 28 Tết, hầu hết các chợ trong tỉnh, sức mua sắm tăng nhanh, hàng hóa phong phú dồi dào, một số mặt hàng tăng từ 15 đến 25% so với những ngày trước. Tại chợ hoa thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và chợ hoa xuân tại thành phố Hưng Yên đã nhộn nhịp tấp nập người mua. Ai cũng kỹ lưỡng lựa chọn những cành hoa, chậu hoa rực rỡ, khoe sắc, khoe thế nhất. Lượng khách hôm nay so với mọi hôm là đông hơn, khí thì nhộn nhịp, tấp nập, vui tươi, hàng hóa thì rất đầy đủ, đa dạng. Tùy thuộc vào giống hoa kiểu dáng kích cỡ, năm tuổi của cây mà có nhiều giá bán khác nhau phù hợp với túi tiền của người mua, như quất, đào mai, hoa hồng, hoa ly có giá từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng cho đến 10 triệu đồng một cành hoặc chậu. Do sức mua tăng nhanh nên một số gian hàng đã bán được số lượng hoa, cây cảnh tương đối khá. Năm ngoái là hồng cổ Sapa này là 350, còn năm nay thì nó lên 400. Thời điểm này nhà tôi thì cũng tiêu thụ khoảng tầm khoảng 50%. Để phục vụ thị hiếu ngày càng cao của người chơi hoa, cây cảnh, năm nay bên cạnh các giống hoa truyền thống trong nước có rất nhiều gian hàng đã cung cấp ra thị trường đa dạng giống hoa nhập ngoại với kiểu dáng, màu sắc bắt mắt. Đối với các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, hầu hết tăng giá từ 15 đến 25% so với những ngày trước. Hiện nay rau muống có giá từ 4 đến 5.000 đồng một mớ, rau cải các loại từ 6 đến 7.000 đồng một mớ, khoai tây từ 13 đến 15.000 đồng một kg, rau cần 20.000 đồng một kg. Các loại rau gia vị có giá từ 20 đến 25.000 đồng một kg. Mặt hàng tươi sống chủ lực bán tại các chợ là thịt lợn vẫn có giá ổn định từ 130 đến 150.000 đồng một kg. Dự báo trong 2 ngày tới 29, 30 Tết, sức mua hàng hóa của người dân trong tỉnh tiếp tục tăng mạnh. Do công nhân viên chức và người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp được nghỉ Tết Nguyên đán nên nhu cầu sắm Tết sẽ tăng cao. Trong đó, các mặt hàng phục vụ thờ cúng như chuối, bưởi, hoa quả, bánh kẹo, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày sẽ là những mặt hàng mua bán rất nhộn nhịp. Chỉ còn hơn một ngày nữa là đón Tết cổ truyền, tại các chợ lớn trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, người dân đang tấp nập mua sắm thực phẩm để chuẩn bị cho ngày Tết. Năm nay, sau dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn có cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình giá thịt lợn tại các chợ bao bì, chợ bần, chợ thứa đều ở mức khá cao, 150.000 đồng một kg. Giá giò lụa là 180.000 đồng một kg. Theo nhận định của nhiều tiểu thương, dù giá thịt lợn tăng, nhưng tiến độ tiêu thụ hàng lại chậm hơn so với năm ngoái. Bán ít hơn mọi năm, giảm 20%. Giá cả so với năm ngoái là cũng hơi đắt hơn chứ. Chắc là thịt đắt thì mình sẽ ăn thứ khác nhiều hơn đấy, mình sẽ giảm thịt đi. Không chỉ thịt lợn tiêu thụ chậm, thời điểm hiện tại nhiều tiểu thương bán gà cũng rơi vào tình trạng tương tự. Giá cả năm nay có khá nhiều mức giá cho người dân lựa chọn, dao động từ 85.000 đồng một kg đến 200.000 đồng tùy loại. Giá gà thì tùy thuộc từng loại, loại 125, loại 85, nhưng loại ngon kia thì 200. Gà rẻ mãi rồi, giờ dân không nuôi nữa, không có thành đắt, Tết cũng chưa đắt hàng lắm. Bên cạnh một số mặt hàng từ thịt lợn có biến động về giá cả, các mặt hàng như thịt bò, cá vẫn ở mức ổn định. Các mặt hàng rau củ quả,
tại các chợ đều đa dạng và bình ổn giá, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, ép giá. Những ngày giáp Tết, nông dân huyện Phù Cử phấn khởi khi hầu hết nông sản đã được tiêu thụ và bán được giá. Huyện Phù Cử có hai nông sản chính phục vụ dịp Tết là cam Hương Yên và gà thương phẩm. Giống gà chủ yếu được các hộ dân ở đây chăn nuôi là gà lai Đông Tảo. Hiện nay, trên 90% số lượng gà đã được tiêu thụ hết với giá bán từ 115 đến 120.000 đồng 1 kg. Hiện nay, các hộ chăn nuôi đang tiếp tục chăm sóc đàn gà phục vụ dịp Tết Thanh Minh với các hộ dân trồng cam do năm nay cam chín muộn hơn so với năm ngoái. Thời điểm này, một số vườn cam vẫn còn quả nhưng không nhiều. Giá cam những ngày giáp Tết đã tăng hơn so với thời điểm chính vụ. Giá bán cam Hương Yên tại vườn là 25.000 đồng 1 kg, giá cam đường canh 35.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, thôn Tuấn Dị, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm từ lâu được xem là một trong những vùng trồng lá dong lớn ở khu vực phía Bắc. Vào những ngày cận Tết, người dân trong thôn lại tất bật thu hoạch lá dong để chuẩn bị đưa ra thị trường. Thôn Tuấn Dị hiện có hơn 4 hecta đất trồng lá dong. Nơi đây được biết đến là một trong những vùng trồng lá dong lớn ở miền Bắc. Những ngày này, nhiều người dân trồng lá dong tại thôn đang tất bật thu hoạch. Trung bình một ngày có thể thu được từ 3 vạn đến 4 vạn lá. Đối với lá loại thường, có giá từ 70.000 đến 80.000 đồng. Trên 100 lá, loại tốt 100.000 đồng, 100 lá. Cái lá dong này lớn lên cũng đã thấy có rồi, nên bây giờ lớn lên thì mình theo cái nghề của bố mẹ làm. So với Tết mới bây giờ thì nói chung cứ một xào thì bằng 25 cây lúa, 35 cây lúa. Cây lá dong cho thu hoạch quanh năm và thường bán cho các thương lái ở các tỉnh, thành phố như Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn tiêu thụ. Lá dong ở đây chủ yếu là lá dong nếp, lá dài và rộng với màu xanh ngắt bắt mắt. Bánh được gói bằng loại lá này khi luộc chín có màu xanh và ngấm mùi thơm tự nhiên của lá. Để sản phẩm giò lụa có thể được lưu thông ra ngoài thị trường cũng như đảm bảo về chất lượng thực phẩm trong quá trình sản xuất, cơ sở sản xuất giò chả của ông Hoàng Công Sự, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng với dây chuyền sản xuất công nghệ Đức nhằm đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Với quy trình nhập khẩu nguyên liệu từ khâu chăn nuôi khép kín, quy mô trang trại theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cơ sở sản xuất giò chả của gia đình ông Hoàng Công Sự, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã xây dựng chuỗi thực phẩm đảm bảo an toàn, truy xuất được nguồn gốc, không tồn dư kháng sinh, chăn nuôi hoàn toàn bằng thức ăn sinh học, giết mổ và chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm theo công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức. Hiện tại vào những ngày giáp Tết, trung bình cơ sở sản xuất giò sạch Công Sự tiêu thụ đi các tỉnh khoảng trên 3 tấn. Khi nhu cầu sử dụng giò chả ngày càng tăng cao, yêu cầu về chất lượng an toàn của món ăn ngày một khắt khe, thì phương pháp làm giò chả thủ công khó có thể đáp ứng kịp thời. Thay thế vào đó là một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp cùng sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc hiện đại cho năng suất vượt trội cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí tối đa. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc sản xuất, dây chuyền làm giò chả được cơ sở áp dụng thành công và tạo nên thương hiệu giò chả đang có tiếng trên thị trường hiện nay. Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo, cơ sở kinh doanh thực phẩm Hiền Hậu thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức tặng thịt lợn cho người nghèo ăn Tết. Đã có trên 70 hộ nghèo của xã Vĩnh Khúc nhận quà Tết năm nay là thịt lợn, món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Ngay đầu buổi sáng, 400 kg thịt lợn sạch đã được vận chuyển đến chuẩn bị tặng cho các hộ nghèo trong xã. Anh Nguyễn Văn Hiền, chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm cho biết, cũng là việc làm từ thiện nhưng năm nay gia đình chọn phương thức thiết thực là tặng thịt lợn cho người nghèo ăn Tết. Là bởi năm nay giá thịt lợn lên cao, trong khi đó gia đình lại trực tiếp nuôi được. Tổng giá trị tặng quà là khoảng 40 triệu đồng. Đây cũng là tình cảm sự quan tâm của cơ sở với cộng đồng nói chung và các hộ nghèo trong xã nói riêng. Cơ sở của chúng tôi thì cũng có gọi là một ít quà nho nhỏ để gửi gắm đến toàn thể những hộ nghèo để có một cái nguồn thực phẩm ăn Tết được đầm ấm hơn. Với giá trị mỗi phần quà là 4 kg thịt, tương đương với khoảng 500.000 đồng, tuy không lớn nhưng chứa đựng đầy tình cảm, làm ấm lòng người nghèo. Ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động ủng hộ 15 triệu đồng treo cờ trang trí ngày Tết tại thôn.
Nhận thấy việc treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng không chỉ có ý nghĩa quan trọng mà còn làm đẹp cho bộ mặt quê hương trong ngày Tết, vợ chồng ông Nguyễn Văn Mạnh đã đặt may 65 lá cờ với khổ 1 x 1,2m và cán cờ bằng thép với tổng chi phí đầu tư 15 triệu đồng. Việc treo cờ được người dân trong thôn cùng chung tay thực hiện. Theo ông Mạnh cho biết, trước đây việc treo cờ tại mỗi gia đình ở làng không được thực hiện đồng bộ, nên vợ chồng ông mong muốn đóng góp việc làm nhỏ bé để ngày Tết thêm màu sắc và có ý nghĩa. Trước đó, đầu năm 2019, ông Mạnh đã đầu tư 1 tỷ đồng lắp đèn cao áp thắp sáng đường quê tại thôn. Do được chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch thương mại Tân Sáng xây dựng đồng bộ hiện đại nên khu đô thị phố Nối House ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã tạo được điểm nhấn trong phát triển dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Dự án có diện tích gần 20 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Đến nay tất cả các hạng mục của dự án đã được xây dựng hoàn thành đồng bộ, hiện đại từ đường điện, hệ thống đèn chiếu sáng, công viên cây xanh. Hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo niềm tin cho những cư dân và nhà đầu tư. Điểm mới tại khu đô thị Phố Nối House là chủ đầu tư đã xây dựng được nhiều công trình phục vụ cộng đồng như công viên khủng long, sân chơi trẻ em, khu vực tập luyện thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, hồ nhạc nước nghệ thuật. Những công trình này đã góp phần tạo nên điểm sinh hoạt cộng đồng hết sức phong phú, lành mạnh, phục vụ đa dạng nhu cầu của cư dân trong khu đô thị và cả người dân khu vực. Hiện nay mỗi tuần khu đô thị Phố Nối House thu hút từ 400 đến 500 lượt khách hàng đến vui chơi. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán được an toàn vui vẻ trong những ngày trước, trong và sau Tết, từ nhiều ngày nay, Công an xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Do trên địa bàn xã đã từng xảy ra vụ trộm án vào giáp Tết Nguyên đán năm 2019, gây hoang mang trong nhân dân. Ngay sau khi được tăng cường công an chính quy về xã, công an xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để nắm bắt ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, để nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý được an toàn, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp ký cam kết không để xảy ra vi phạm như đốt pháo, gây mất an ninh trật tự, lấn chiếm lòng lề đường, công an xã đã tăng cường công tác tuần tra canh gác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn. Tổ chức cho lực lượng công an xã thường xuyên làm trật tự công cộng tại khu vực tuyến đường 38 trên địa phận địa bàn xã Trung Nghĩa, đặc biệt là khu vực chợ đầu, sắp xếp kẻ vạch, kẻ ô cho các hộ kinh doanh để họ không lấn chiếm ra sát mép đường, đảm bảo trật tự an toàn thông trong dịp Tết Nguyên đán. Xã Trung Nghĩa có trên 1 km quốc lộ 38A chạy qua, lại có chợ đầu nằm gần quốc lộ, nhiều hộ dân đã lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Nhất là thời điểm giáp với Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện đông rất dễ xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này, công an xã đã phối hợp với hội cựu chiến binh tuyên truyền vận động nhân dân và các tiểu thương họp chợ theo đúng vạch vôi quy định. Nhờ đó, tình hình đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng chức năng huyện Yên Mỹ đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đối phó với các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra. Đây là mùa xuân đầu tiên, lực lượng công an chính quy làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh dịp Tết Nguyên đán tại xã Trung Hòa. Ngay từ đầu tháng 12 năm 2019, công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó tập trung vào các thôn xóm đông dân phức tạp. Thì chúng tôi tập trung vào một số các cái thôn trọng điểm với phức tạp về tình hình trật tự, ví dụ như là thôn Tam Trạch, thôn Trung Hòa, thôn Nghĩa Xuyên và thôn Tự Bùi, tập trung vào các cái lĩnh vực như trật tự an toàn giao thông, các chợ cóc, chợ tạm cho các hộ dân ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm 7 người tử vong. Do đó, nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm, đảm bảo quân số trực Tết trong giai đoạn Tết. Trong đó, tập trung tại một số điểm đen về tai nạn giao thông như ngã tư tại địa bàn thôn Đạo Khê và trước Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng, nơi giao cắt giữa tỉnh lộ 380 và tuyến huyện lộ đi ngã tư Quán Cà, huyện Quái Châu, vòng xuyến ngã năm Cầu Treo. Với những giải pháp quyết liệt, Công an huyện Yên Mỹ sẽ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón xuân vui Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.
Những ngày giáp Tết, số ca bị tai nạn giao thông, đặc biệt bị chấn thương sọ não vẫn hàng ngày nhập viện là lời cảnh báo đặc biệt cho mọi người khi tham gia giao thông trong những ngày này. Những ngày gần đây, số ca tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia nhập viện đã giảm đáng kể. Nhưng thời điểm gần Tết, mật độ tham gia giao thông cao, cộng thêm sự hối hả của mọi người khiến cho các ca nhập viện do tai nạn giao thông có xu hướng tăng. Tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, tính trong khoảng 10 ngày trở lại đây, khoa điều trị cho khoảng hơn 20 bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Trong số đó, có gần 50% số ca bị chấn thương sọ não. Nhiều bệnh nhân bắt buộc phải nằm viện điều trị qua Tết. Chấn thương sọ não gây ra những hậu quả rất nặng nề về sức khỏe và gánh nặng về kinh tế. Vì vậy, mọi người cần đặc biệt cẩn trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt trong dịp Tết. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.